Tự hào khi Thủy Tiên xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng KBS Hàn Quốc. Bên dưới video này, đông đảo khán giả còn để lại bình luận tán dương, khen ngợi sự cố gắng và thành quả lao động của Thủy Tiên. Thủy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 và vinh danh Việt Nam trên đấu trường nhan sắc thế giới. Giờ đây, cô ngày càng thành đạt và xinh đẹp, có một lượng fan hùng hậu. Mỗi lần có dự án mới, Hòa bình quốc tế 2021 lại khiến dư luận thích thú. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Thủy Tiên vẫn là người đẹp nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và quốc tế. Cho đến gần đây, Thủy Tiên bất ngờ được nhắc đến trong chương trình Men Who Top The Chats của đài KBS Drama, một nhánh của đài KBS. Được biết, đây là đài truyền hình quyền lực nhất xứ sở Kim Chi, đồng thời cũng là đài truyền hình quốc gia trực thuộc chính phủ Hàn Quốc. Trong loạt chia sẻ này, có thể thấy khoảnh khắc Thủy Tiên vỡ òa khi nhận được vương miện của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Cho đến những hoạt động sau khi đăng quang, đặc biệt là chuyến từ thiện ở châu Phi vào tháng 7 năm 2022. Điều đáng chú ý là chỉ trong vài giây đầu tiên của video, hình ảnh Thủy Tiên đã khiến khán giả Hàn Quốc mắt chữ A, mồm chữ O. Chi tiết này khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi tự hào và sung sướng. Bên dưới video này, đông đảo người xem cũng để lại những lời nhắn khen ngợi sự chăm chỉ và thành quả lao động của nàng hậu trong khoảng thời gian này. Quá tự hào về chi rồi. Tự hào quá, đã thế còn đúng chuẩn khu người Hàn nữa. Niềm tự hào của cả Việt Nam. Tính ra Hàn Quốc không chuộng hoa hậu lắm mà còn đăng tin Thủy Tiên. Chắc do sức ảnh hưởng của chị quá lớn. Là một người đẹp có tầm ảnh hưởng, Thủy Tiên hiện có nhiều fan nhất trong số các người đẹp tại Miss Grand International. Trong bảng xếp hạng mới nhất, cô đứng đầu với hơn 600.000 người hâm mộ. Thủy Tiên tâm sự khi được hỏi muốn làm gì để không bị lãng quên sau khi hết nhiệm kỳ hoa hậu. Tôi nghĩ mỗi người đều có tính cách riêng biệt và độc đáo rồi. Tôi cứ là tôi thôi, làm những điều mình thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất và nổi bật nhất. Trong khoảng thời gian đương nhiệm, những gì tôi mong muốn làm nhất thì tôi cũng đã hoàn thành được. Tôi nghĩ mọi người đã nhìn thấy sự nỗ lực, cố gắng của tôi, điều đó khiến tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ sau này sẽ có nhiều hoa hậu ở các cuộc thi quốc tế đến từ Việt Nam. Người ta nói rằng cờ tới tay ai người đó phất, các bạn nổi tiếng, tỏa sáng hơn tôi thì tôi vẫn sống cuộc sống của tôi. Miễn sao tôi thấy hạnh phúc và vui vẻ, chứ tôi không quan trọng việc mình bị so sánh với ai, vì thời tới ai người đó nổi thôi, Thủy Tiên tâm sự. Thủy Tiên không làm chúng ta thất vọng, đăng quang lâu vậy mà giờ vẫn còn được phát sóng, sức ảnh hưởng này lớn mạnh quá chị ơi.